một cái
chưa Phương? Bố mày là chết mặt rồi ơi. Chị đánh xấu lắm. Chị đèo lắm vừa. Chị đèo lắm vừa. Anh có đẩy được cái không? Anh có đẩy được cái bữa thôi thế nào? Thôi mới kê thôi. Mới kê thôi. Chờ ông gọi nữa nè. Không có chỗ để đâu rồi ông Dính ơi. Thank you.
chuyển. Rồi, thôi, thôi. Hay là tôi cứ để chốt một cách rồi đấy, ông ngồi trên đây. Không được bao nhiêu. Nên xuống thì tốt. Nào anh vẫn trên Hà Nội không? Thank you.
quá gì con hình như con chân này được đéo gì mệt ông ngắm nó không biết nó rời thì nhìn gái chợ cháy này nhanh cứu cho mình kinh đúng là đúng vậy. Chúng ta phải cái như như rồi cho tao cái cô nào. Lâm thợ năm tháng khác thi công với mẹ ôi ngồi cứ trộm hộp như kiểu chiều nay hát lại kẹt rồi không mua số đâu nhỉ. Ôi thôi ông đại ơi, ông đại ơi tắt cái đài không được gì cho đài trông như cái đài rồi đài viên này đâu thay cái đài viên nghe đầu tai lắm nhưng mà rống rào đi. Nó nghe anh thơ nó còn hay.
Ừ. Nó nghe nghe. Chói lắm. Mắt mắt thì đen con mồm rộng nôi thì to. Hay gì con thanh đám? Nó cứ cối vào tay. Ai? Đi kia nữa. Chúng là chúng thanh nam. Không có gì hay. Ủa thì nó làm cái đéo gì? Thank you.